nhà nha. Thì bữa nay mình tiếp tục đến kho Bàn Phát chia sẻ cho cả nhà chiếc US 35D cả nhà. À, chiếc này hàng bãi zin nha, em này đẹp xuất sắc luôn. À, dàn áo zin hết ráo luôn nha. Thì kho này chọn xe đẹp đẹp rồi chia sẻ cho cả nhà thôi cả nhà. À, bạn nào có quan tâm thì đến trực tiếp kho ha. Những cái chiếc này thì khỏi phải bàn rồi, đến chủ yếu là đến test máy này kia là hút em nói về thôi. Được 4 cái lớp. 4 cái lớp thì bên kho bãi thay lớp mới rồi nha. Xe em này mới về thì bên kho này thì xe nào cái vỏ nào mà không được đẹp luôn là bên kho thay mới cho cả nhà về xài an tâm ha. 12.4 trừ 28 cả nhà. Đó, mâm em đó là mâm zin hết nha. Mâm zin cái chân zin là còn đẹp lắm cả nhà. Trước là 8-16 cả nhà, được thay vỏ mới rồi nha. Mâm em đó là mâm zin luôn. Đó, cái cầu trước em nói là cả nhà. Và anh Phước anh lựa xe to, anh lựa xe đẹp đẹp luôn cả nhà. Xe thì là nội chiến không á, về cho anh em mà xài phải nói là khỏi nó cực kỳ luôn. Thì cái clip này mình quay khoảng chừng 8 phút thôi cả nhà, đủ cái lượng mà bên anh IT ảnh yêu cầu thôi nha. Thì cả nhà xem hết cho mình nha, mình cũng quay mấy chiếc xe đẹp đẹp thì quay kỹ từ trên xuống dưới cho cả nhà xem tham khảo nha. Bạn nào có nhu cầu mua thì xem kỹ giùm mình, đó mình quay chi tiết kỹ từ trên xuống dưới ha. Rồi cả nhà xem cứ có gì test máy thì cả nhà cứ test kho nha. Để mình hơi giật giật xíu cả nhà. Tiếp tục cả nhà. Đó, mình mở lên nó hơi khó, một tay mở một tay thấy hơi khó ha. Nó đẹp keng luôn cả nhà, ốc huyết này kia là nó phải nói là cực kỳ nha. Cả nhà đến tính xem cả nhà coi cái số này có nha, 8122. Đó khi nhập về người ta nhập cái đóng cái tem để mình mở cho cả nhà xem của cái em đó cả nhà. Là 4 máy nha, đẹp keng luôn á. Ốc phía ở trong nó còn 7 màu luôn. Đó, cả nhà thấy mình những chiếc này, cả nhà bạn nào nhu cầu thì đến xem chiếc này test máy cái là mình hốt nó về ha, chạy an tâm hơn cả nhà. Khỏi lo mua hàng rất công thì lo này là tụt tơi này kia, còn bên đây là kiểm tra này kia, giá thành thì nói chung là mình thấy nó cũng được đó cả nhà. Đó, nó có hai cái chốt bên đây cũng còn mới nè, mình một tay mình quay thì cho cả nhà cũng hơi khó, cả nhà thông cảm ha. Điện thoại khi mà gài lỡ nó giật giật, cả nhà thông cảm nha. Để mở, mình mở cho cả nhà xem cái phần bên đây coi. Em này nó đẹp lắm. Quá cực kỳ luôn cả nhà. Đó, em này nó sơn zin hết nha, mặc dù có sơn dặm nhiều, nó còn zin, em nói zin 100% luôn á. Còn với những cái ốc chi tiết này kia là còn 7 màu. Rồi cả nhà đợi mình chút xíu, mình để mình gài lại ha, một tay mình quay một tay mình để nó hơi khó.
quay lại cho cả nhà xem ha, cái phần trong cabo em nói là các bạn nào có mua nhu cầu thì xem kỹ kỹ, mình quay chi tiết kỹ kỹ ha. Rồi bạn đến test máy là nữa là xong. Bên kho thì đã kiểm tra hết rồi. Rất nhẹ nhàng nha, đè xuống đó là xong rồi, đè xuống đó là xong rồi. Phần cái lường dưới em nói nè, mình quên quay ha, quay chi tiết nhỏ nhỏ cho cả nhà xem ha, từ trong ra ngoài nha. Đó, cái về sau lưng về nó mình quay từ trong ra ngoài cho cả nhà xem, nó rất đẹp luôn á. Sơn là zin, chỉ bên đây là đánh bóng rồi thôi. Em này chạy là 1.405 giờ cả nhà. Rồi em này cơ hết nha. Yên của nó. Có lỗ thở hơi, xì hơi hay gì nữa đây. Đó. Nước ngoài chế những cái mà mình phải bó tay luôn cả nhà. Chi tiết những cái nhỏ vậy là cũng có lợi lắm nha. Quá đẹp luôn cả nhà. Em nó còn nha. Cái này là không phải sơn lại nha, cái này là đánh bóng lại thôi. Nó chạy xuống nó vẫn còn nguyên zin em nó luôn. QS35. D, vàng ma. Có cái mua nó nhỏ là còn. Đó, phần cái đùi sau em nó nè. Không có chê cái gì được luôn cả nhà. Đó, đẹp lắm. Rồi số điện thoại mình có để phần mô tả nha cả nhà. Chi tiết thì gọi đến trực tiếp bên kho bãi ha, để biết xe giá cả cho em nói nha. Tại vì bên đây bán giá thì cũng mềm lắm, mình cũng không hỏi. Hỏi thì nó trên lệch với giá mình nói thì cũng kỳ lắm cả nhà. Để cả nhà cứ gọi mình trực tiếp bên kho bãi ha. Đây là cái bản hiệu của bên kho bảo phát này cả nhà. Đó, có số điện thoại luôn. Thì mình phần mô tả mình cũng có để số luôn. Cả nhà nào quan tâm thì gọi trực tiếp lên nha. Rồi mình cảm ơn cả nhà rất nhiều.